câu chuyện đồ chơi. Có ai muốn chơi đá bóng không nào? Chơi chơi, sợ gì? Vậy thì chiến thôi. Ho ho ho. Nhận bóng nè. Bóng cướp bóng nào. Hay da. Sút nè. Nope. Không dễ thế đâu. Phản công. Hay da. Yeah. Ho ho ho. Nope. Ouch. Hả? Có báo động. Mọi người mau kiểm tra xem. Có chuyện gì vậy? Phía tây thành phố có xuất hiện quái vật. Mọi người đang gặp nguy hiểm. Vậy sao? Chúng ta phải đi ngay. Mọi người sẵn sàng hành động nào. Let's go. Mau hạ quái vật nào. Lên. Ta phải tìm ra kẻ gây chuyện này. Để tôi. Đây rồi, chính là tên Bắc Học Điền. Mà bắt lão ta lại. Oh no, chạy thôi. Mà bắt hắn vào nhà giam vũ trụ. Từ đó quá rồi mọi người ơi. Cũng phải đó.
Chúng mình kiếm chỗ nào ăn thôi. Vậy thì bọn mình ra kia ăn hamburger thôi. Mọi người ngồi đi, để tớ ra gọi đồ ăn. Bác chủ quán ơi, cho cháu 5 cái bánh hamburger ạ. Được rồi, có ngay đây. Các cháu đợi bác một chút nhé. Wow, bánh ngon quá. Thật là tuyệt vời. Trời ơi, có chuyện gì thế? Là anh siêu nhân người nhện. Anh người nhện bị thương nặng quá. Mau, mau gọi cấp cứu đi mọi người. Anh người nhện khỏe lại rồi. Cảm ơn các em đã cứu anh. Ủa, mà tại sao anh lại bị thương như vậy? Là do tên bé học điên. Cháu lo anh truy bắt hắn thì không may mắc bẫy của hắn. Mau đứng lại. Ha ha, người đã sai lầm rồi. He he. Để xem lần này ngươi làm gì được ta. Ta không sợ các ngươi đâu. Anh em xông lên. Không ổn rồi, bọn chúng đông quá. Phải chạy trước đã. Định chạy sao? Không dễ thế đâu. Sau đó anh ngã xuống công viên. Và chuyện thế nào thì các em cũng biết rồi đấy. Ủa, vậy các siêu hùng khác đâu anh? Đúng đó, anh đội trưởng Mỹ và anh người sắt rất giỏi mà. Là do anh quá chủ quan, cứ nghĩ một mình có thể bắt được hắn. Anh thấy cũng khỏe rồi đó. Thôi, anh phải đi bắt tên bác học điên đó đây. Anh đi cẩn thận nhé. Chúc anh thành công. Tạm biệt các em. Tên bác học điên đó đã chế tạo ra một cỗ máy chiến đấu đáng sợ. Chúng ta phải tìm và ngăn hắn lại trước khi hắn phá hủy thành phố. Tôi đã điều tra tên bác học điên khá lâu và biết được hắn nguy hiểm thế nào, nên chúng ta phải hành động ngay. Này mọi người, có quái vật xuất hiện ở phía nam thành phố. Hắn hành động rồi, chúng ta phải đi thôi. Hãy dừng lại mau. Ha ha, các người không ngăn nổi ta đâu. Mọi người, mau hạ hắn đi. Người sợ rồi nhé. Chết đi. Các người được lắm. Ông đã thua rồi, mau đầu hàng đi. Ha ha, ta mà thua các người sao? Mọi người, đừng để hắn chạy thoát. Ha ha, chơi với lũ quái vật của ta nhé. Bye bye. Để hắn chạy mất rồi. Lần này để hắn chạy thoát thật là bực mình. Chắc chắn hắn sẽ quay lại. Đúng đó, lần tới tôi sẽ tự tay bắt hắn. Đứng lại mau. Lần này xem người chạy đi đâu. Người được lắm. Alo, trung tâm cảnh sát xin nghe. Mau vào cứu đại ca đi. Mọi người, có kẻ cướp ngục.
rồi. Hắn là tên tội phạm nguy hiểm, phải cảnh báo cho mọi người thôi. Ha ha, bánh ngon quá. Hi hi. Tên người nhận đồ thật đáng ghét. Đại ca yên tâm, chúng ta sẽ trả thù. Ha ha, ta đói quá, đi ra kia ăn thôi. Hey, lão già, cho 3 cái bánh hamburger. Dạ, có ngay đây. Các ngài đợi chút, ăn xong rồi, về thôi. Các ngài chưa trả tiền cho tôi. Bánh đi dở ẹc, còn đòi tiền hả? Các người định ăn quỵt sao? He he, nếu ta thích. Này, cái chú kia, chú ăn xong thì phải trả tiền chứ. Này, Khánh, cẩn thận đấy. He he, người nhóc đáng ghét. Thì ra là ngươi ở đây, hả? Lại là tên người nhện, mau trốn đi thôi. Mau bắt chúng lại. Hả? Nhện khổng lồ, mau bắn nó. Ha, hãy xem quái thú nhện khổng lồ của ta. À, là ngài bác học điên, ngài hãy cứu chúng tôi. Không ổn rồi, phải gọi robot chiến đấu đến. Anh người nhện bị đánh bại rồi, mau trốn đi mọi người. Ha, chịu chết đi. Chúng tay lại. Wow, là các Power Ranger. Hay quá, hãy đánh bại tên bác điên. Các người được lắm, định chạy sao? Yeah, các Power Rangers đã giành chiến thắng. Yeah. Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đã đến với channel Câu Chuyện Đồ Chơi. Chúng mình tạo video với đồ chơi mỗi ngày, vì thế các bạn có thể tìm thấy rất rất nhiều đồ chơi trong những câu chuyện hài hước ở đây. Hãy tham gia với chúng mình bằng cách ấn nút đăng ký kênh. Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên like, chia sẻ và comment ở dưới video nhé các bạn nhé. Hãy nhớ comment cảm nhận, góp ý của các bạn. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp thì hãy comment ở dưới nhé. Đặc biệt đừng quên bấm chuông thông báo cạnh nút đăng ký để có thể nhận được video từ Câu Chuyện Đồ Chơi mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Câu Chuyện Đồ Chơi. Chúng mình yêu quý tất cả các bạn.